Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này các bạn cùng ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ferragamo đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng 3-5 tuần để về đến Việt Nam. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra một sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có những góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Rồi bên trong kiện hàng các bạn thấy họ đóng gói rất là đơn giản các bạn nha. Đây là một chiếc túi da để thể ra mò được mẫu mắt kính của chúng ta. Và phía dưới chúng ta sẽ có một cái lớp đệm thôi, rất là đơn giản. Rồi. Bây giờ sẽ đi đến chi tiết hơn. Thì trên bên ngoài cái chiếc túi da các bạn thấy những cái họa tiết của caro. Nó giống như lớp da Saffiano. Đây là một cái loại da trước đây là độc quyền của Prada các bạn nha. Thì sau khi mà hết bản quyền thì chúng ta đã thấy là rất là nhiều hãng họ đã sử dụng cái công thức này để chế tác trên cái phần da của mình. Đây các bạn. Cái lớp da Saffiano này nó sẽ cho chúng ta cái khả năng kháng nước tốt hơn cũng như là chống chảy xước nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Cái lớp da bên ngoài sẽ trở nên cứng cáp, bền bỉ hơn rất là nhiều luôn, giống như phủ một cái lớp nhựa vậy đó bạn. Trên nắp hộp của các bạn sẽ vẫn thấy là tên đầy đủ của thương hiệu Salvatore Ferragamo. Đây mình đọc theo tiếng Ý các bạn ha. Rồi. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được. Thì Salvatore Ferragamo là một trong những cái thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Ban đầu thì nhà sáng lập của thương hiệu này vươn lên là nhờ tài năng đóng những cái đôi giày cho những người nổi tiếng. Và theo thời gian thì hãng thời trang Ý này đã chuyển sang nhiều mặt hàng sản xuất cao cấp khác như là nước hoa, quần áo, kính mát, túi xách và cả đồng hồ. Đó là những cái thông tin tổng quan nhất về thương hiệu này cho các bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt nhanh. Còn bây giờ mình sẽ đi đến chi tiết hơn sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta, đó là mẫu kính mát đến từ thương hiệu Ferragamo các bạn nha. Bên trong là vẫn sẽ thấy những cái lớp nhung phủ này để bảo vệ chiếc mắt kính cũng như là tên thương hiệu rất là nổi bật ngay bên trong. Và nhân vật chính của chúng ta thì vẫn được bảo quản rất là cẩn thận bên trong chiếc túi ni lông như thế này. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có những cái khăn lau chuyên dụng nè, cũng như là sách hướng dẫn và những cái phụ kiện đi kèm. Trên chiếc túi ni lông chúng ta sẽ có một chiếc tem cung cấp những cái thông tin về sản phẩm như là tên thương hiệu Ferragamo, mã sản phẩm sẽ là SF219S nè, mã màu là 032, rồi chúng ta sẽ có thông số kỹ thuật là 62 16 145. Đó là những cái thông tin tổng quan về thương hiệu cũng như là sản phẩm này các bạn ha. Rồi, giờ mình sẽ đi đến nhân vật chính của chúng ta. Nhân vật tay thì nó hơi trơn một chút xíu các bạn nha. Nhân vật chính của chúng ta này các bạn, mới 100% luôn, rất là đẹp. Ferragamo thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính này cũng rất là đơn giản các bạn. Bằng cái lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này, tạm thời mình sẽ lấy ra nha. Đây chính là sản phẩm của chúng ta. Mẫu mắt kính trên tay mình sẽ có tên là Salvatore Ferragamo Green Aviator Sunglass, một mẫu kính mát với kiểu dáng phi công dành cho nam các bạn nha, và đến từ thương hiệu Ferragamo. Mã sản phẩm đầy đủ cho mẫu này sẽ là SF219S03262. Thì mã sản phẩm mình có để dưới tên video cũng như đường link truy cập sản phẩm này phía dưới phần nội dung. Các bạn có thể dễ dàng truy cập vào và sở hữu cho mình chiếc mắt kính này với mức giá cực kỳ ưu đãi tại iship.vn. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 62mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của iship.vn đều có một cái đường link hướng dẫn cho bạn chọn size kính nó phù hợp với khuôn mặt của bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dáng khuôn mặt của mình nè, chi tiết hai bên thái dương của các bạn cũng như là cái phần form kính nữa. Đó là những cái yếu tố nó cực kỳ quan trọng giúp cho các bạn vừa chọn được một mẫu mắt kính, thứ nhất là hợp gu thời trang, thứ hai là phải mang lại cái trải nghiệm đeo nó thực sự thoải mái nữa thì chiếc mắt kính nó mới là dành cho bạn. Về màu trong kính trên mẫu này chúng ta sẽ có một cái màu green, tức là màu xanh lục cơ bản. Thì màu sắc này cho chúng ta một cái khả năng nhìn nó gần với thực tế nhất khi các bạn đi ngoài trời. Đó chính là cái ưu điểm của màu xanh lục các bạn ha. Và ở đây chúng ta thấy là cái độ phủ kính cũng rất là lớn luôn. Và cái tròng màu xanh của chúng ta rất là tươi. Các bạn có thể thấy, mình sẽ show thì kỹ cho các bạn những cái chi tiết như thế này. Mà dĩ nhiên là trong kính của chúng ta sẽ là 100% chống tia UV. Đây là chức năng cơ bản của một chiếc kính mát rồi. Cầu kính trên mẫu này sẽ là 16mm, chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12 cho đến 26mm.
thông số đo của cầu kính là khoảng cách giữa các mặt kính tính từ điểm kính này qua đỉnh điểm kính bên đây chính là phần cầu kính của chúng ta. Còn phía trên này chính là phần top 3 của kính các bạn nha. Có rất là nhiều bạn lầm tưởng về cái vấn đề này. Rồi, can kính trên mẫu này chúng ta sẽ có là 145mm. Hầu hết kính râm và kính mắt thì đều có những cái số đo kích thước được in ở bên trong can kính bên trái. Tương tự như trên mẫu này thì họ đã dời cái phần từ cái thông tin từ thân can kính lên cái phần tai kính rồi. Các bạn thấy là đây một cái thiết kế cũng khá là mới. Đây các bạn thấy nè, đó, phần tai kính rất là dài luôn. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái thông tin như là mã sản phẩm này các bạn, SF219S nè, mã màu sẽ là 032 và thông số kỹ thuật như mình vừa chia sẻ là 62 18 các bạn, 16 ở đây 16 mình tưởng mình sẽ nhầm nhưng mà đúng rồi các bạn, 62 16 145. Rồi, ở phần còn lại chúng ta sẽ có là tên thương hiệu đầy đủ luôn, Salvatore Ferragamo, và dòng chữ Made in Italy. Đây là cái dòng chữ rất là chất lượng nha các bạn, khẳng định được cái độ tin cậy cũng như là chất lượng sản phẩm đến từ cái thương hiệu Ferragamo của Ý này. Phía bên ngoài càng kính các bạn sẽ thấy những cái tên thương hiệu được khắc cực kỳ sắc nét nhưng mà nó hơi nhỏ nha các bạn. Đây Ferragamo ở cả hai bên trên phần thân càng kính, nó tăng cái độ nhận diện thương hiệu hơn dành cho mẫu sản phẩm mắt kính của chúng ta. Tuy nhiên thì nếu mà nhìn lướt qua thì rất là khó đọc được tên thương hiệu. Đây, đó, bạn sẽ thấy nha, để xa xa là rất khó thấy tại vì phông chữ khá là nhỏ. Về dạng khung trên mẫu này thì đây chính là cái điểm nổi bật nhất của mẫu sản phẩm ngày hôm nay, đó là dạng khung pilot, tức là dạng kính phi công đó các bạn. Đối với kính phi công thì nó mang một cái phong cách rất là cổ điển, cho bạn toát lên cái sự lịch lãm và sang trọng. Đối với những bạn có khuôn mặt hơi tròn hoặc là vuông thì bạn có thể ưu ái cho cái phong cách này, bởi vì nó sẽ tôn lên hình dáng khuôn mặt và tạo cái hiệu ứng giúp khuôn mặt của bạn trông được thanh thoát hơn rất là nhiều. Đây là một trong những dạng khuôn rất là thành công và nó đầu tiên thì nó xuất hiện trên các mẫu Ray-Ban Aviator các bạn ha. Và ngày nay thì nó đã được áp dụng rất là rộng rãi tất cả các thương hiệu rồi, cho nên các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy được những cái mẫu kính kiểu dáng phi công như thế này để trang bị cho mình, phối đồ cũng rất là dễ dàng với kiểu kính dạng Aviator hay gọi là dạng kính pilot như thế này. Rồi, về phần khung ở đây chúng ta sẽ có khung kim loại với màu ruthenium mờ đây các bạn, đó là màu xám mờ như thế này nè. Cái màu ruthenium thì đó là một cái tên cũng của một vật liệu kim loại các bạn ha. Rất là đẹp luôn, cái màu này mình thấy là nó cực kỳ phù hợp với nam giới và nó cho cái cảm giác sang trọng nè, nam tính cũng như là cái nét mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng quay thật là nhiều góc để cho các bạn có thể thấy được chi tiết cái sản phẩm của chúng ta. Khớp kính phải nói là cực kỳ chắc, cứng chắc nha các bạn. Đây, ở cả hai bên luôn, rất là chắc chắn. Đó, sẽ quay tất cả các góc luôn các bạn để xem cả tỉ mỉ nhất. Đây, phần tai kính này các bạn, đây là một cái thiết kế rất là độc đáo với tai kính. Có một cái vấn đề nho nhỏ trong quá trình sử dụng đối với những cái tai kính trong suốt như thế này, các bạn sẽ thấy phần kim loại bên trong, cho nên là khi mà các bạn sử dụng xong thì chúng ta nên vệ sinh thường xuyên ở phần tiếp xúc này. Đó, phần tiếp xúc này các bạn. Đó, nếu mà các bạn sử dụng mà không lau chùi nó cẩn thận thì mồ hôi chúng ta sẽ ra, và khi mà nó đóng trong đây nó đi sâu vào trong bên trong, các bạn sẽ không thể vệ sinh được, lâu ngày nó sẽ oxy hóa và tạo nên những cái màu sắc rất là mất thẩm mỹ ở phía bên trong do vấn đề oxy hóa kim loại các bạn ha. Đó chính là cái nhược điểm của những cái tay kính trong suốt như thế này. Thì có một số tip chia sẻ rằng là họ sử dụng cái sơn gel móng tay các bạn, sơn gel trong suốt á, chúng ta sẽ quét nhẹ lên cái phần tiếp xúc để cho nó có thể bịt kín được cái phần tiếp xúc giữa phần kim loại và cái phần tai kính như thế này. Đây, các bạn thấy nha, đó nó sẽ có những cái kẽ hở khi mà chúng ta sử dụng thì mồ hôi nó sẽ đóng vào. Thì họ có một cái tip nhỏ nhỏ đó là họ sử dụng sơn gel móng tay trong suốt, cái dạng trong suốt, họ quét nhẹ này để bịt kín cái phần tiếp xúc này. Rồi, đó là mình chia sẻ một số cái vấn đề nhỏ nhỏ trong quá trình sử dụng và đặc biệt đối với những cái tai kính trong suốt là các bạn ha. Về chất liệu khung kim loại thì các bạn thấy đó, nó rất là mỏng, bền, phù hợp với nhiều khuôn mặt. Mẫu mã thì rất là đa dạng và tinh tế. Gọng kim loại thì được coi là sang trọng hơn gọng nhựa rất là nhiều. Điển hình như trên sản phẩm này thì các bạn cũng có thể thấy được điều đó. Nó thích hợp cho nhiều lứa tuổi và người làm việc trong môi trường trang trọng, lịch sự. Thì những cái mẫu kính kim loại, khung kim loại như thế này nó sẽ cực kỳ phù hợp luôn. Rồi, về phần đệm mũi chúng ta sẽ thấy một phần cao su mờ. Đó, sẽ trang bị cho chúng ta hai phần cao su mờ để các bạn. Rất là êm ái, chúng ta đệm mũi sẽ cố gắng quay thật là nhiều góc, tất cả các góc dù là nhỏ nhất để cho các bạn có thể thấy được cái vẻ hoàn thiện của mẫu mắt kính ngày hôm nay. Các bạn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móc trầy xước phía trên phần khung ha, cũng như là hai bên ống kính nè. Có chăng thì chúng ta sẽ bị bám một ít bụi bã thôi, nhưng mà điều này thì không thể tránh khỏi rồi. Phía bên trong cái phần chú da chúng ta sẽ có cái lớp nhung, đó, cho nên là những cái bụi bã nhỏ như thế này thì chúng ta không thể tránh khỏi. Và đó cũng là những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là những cái chia sẻ của eShip.vn để những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu mắt kính
Ferragamo nói chung cũng như là mẫu Ferragamo Green Aviator dành cho nam ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại eShip.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã sản phẩm với nhiều kiểu dáng, màu sắc và giá thành khác nhau đến từ rất là nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.